Và đây là những giây phút trải nghiệm mà có lẽ tụi mình sẽ chẳng bao giờ quên. Lần đầu tiên, chúng mình được đặt chân lên ruộng muối đấy. Ăn muối hoài mà đến tận bây giờ mình mới biết các bác nông dân làm muối như thế nào. Các con biết cái này, để làm được muối thì phải công sức phải là 6 tháng nắng mới làm được muối. Đó là phải 6 tháng nắng, tức như là bước đầu tiên nhất á. Nghe những câu chuyện về những ngày làm muối vất vả mà tụi mình thấy thương những người nông dân Việt Nam quá. Mỗi ký muối chỉ bán được 500 đồng, chưa đủ tiền để tụi mình mua một cây kem bình thường nữa. Ước gì chúng mình có thể làm một điều gì đó để giúp đỡ các bác nông dân nhỉ. Và thế là chúng mình chia nhau ra, người cào muối, người xúc muối bỏ vào xe. Tự mình trải nghiệm những công việc này vô cùng thú vị. Cái cảm giác thu được muối khiến chúng mình thấy vui và phần nào cảm nhận rõ hơn về giá trị của lao động. Em nghĩ là em rất thương các bác làm muối, tại vì bác phải phụ thuộc rất nhiều yếu tố như thời tiết rồi thị trường nữa, nên làm công việc muối rất là khổ. Và chúng ta còn phải hiểu là hạt muối là xuất phát từ đâu để chúng ta hiểu đó mà lấy làm kinh nghiệm mà sống. Những phút cuối trên ruộng muối, chúng mình mỗi người lấy một chút muối và đặt lên trái tim của mình, thay cho lời cảm ơn các bác nông dân, đầu đội trời, chân đạp đất, làm ra những hạt muối. Muối mặn không chỉ vì vị mặn của biển, mà còn có vị mặn của những giọt mồ hôi của những người nông dân đã đổ trên ruộng muối. Và đó là điều mà tất cả chúng ta cần phải biết quý trọng. Đi thăm ruộng muối về, chúng mình cảm thấy yêu quý hơn các bác nông dân, trân trọng hơn những thành quả của lao động và tự hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này góp phần nào đó giúp đỡ những người nông dân Việt Nam. Nhắc đến vùng đất đỏ anh hùng, không thể không nhắc đến chị Võ Thị Sáu, người con gái anh hùng đất đỏ. Sáng nay, chẳng biết vô tình hay cố ý mà chúng mình lại đến viếng chị, ngay ngày mà cách đây 61 năm, người con gái anh hùng ấy đã ngã xuống, đã hy sinh cho sự yên bình của Tổ quốc. Sau khi cúi đầu, thắp nén hương dâng chị để tỏ lòng kính phục, chúng mình lại lên xe, rong ruổi đến căn cứ cách mạng Minh Đạm, nơi đã bao lần chứng kiến sự hy sinh, sự mất mát, nơi đã thấm đẫm máu và nước mắt, nơi ấy, nơi mà sự yếu hèn đã phải cúi đầu, nhường chỗ cho sự anh hùng, bất khuất. Nhưng thích nhất có lẽ vẫn là giờ phút này đây. Theo chân chú hướng dẫn viên, tụi mình đi sâu vào căn cứ để một lần được tận mắt nhìn ngắm, được tự mình cảm nhận về những khó khăn, gian khổ của núi rừng Minh Đạm. Vượt qua một chặng đường rừng khá vất vả, với dốc, với núi, với những mỏm đá chông chênh gồ ghề, tụi mình đến và được trải nghiệm tại hang huyện đội của khu căn cứ. Chúng mình phải chui xuống một cái hang sâu và tối. Phía trên nhìn mọi người xuống hang, mình vừa tò mò vừa rút. Cuối cùng cũng đến lượt mình, để hết can đảm cùng với những lời động viên của các bạn, mình chui xuống hang. Một không gian tối om, cả tiểu đội phải dùng đèn pin để soi đường, phải rất cẩn thận nếu không sẽ té và va vào các mỏm đá sắc nhọn. Đó vẫn chưa phải là thử thách cuối cùng. Trong mắt mình bây giờ là một vách đá cao và dốc, phía trên chỉ có một sợi cây mỏng manh, làm sao lên được đây? Ôi, mình sợ quá. Lên hơi mãi, cố nắm lấy sợi dây, chân đạp thật mạnh vào vách đá, dùng hết sức để vượt lên. Wow, tuyệt vời, cuối cùng mình cũng đã vượt qua. Giờ đây mình mới thấy các anh đã phải chịu hy sinh gian khổ như thế nào để chúng mình có được cuộc sống thanh bình như ngày hôm nay. Xin cảm ơn các anh, cảm ơn sự hy sinh quên mình ấy. Qua trải nghiệm này, chúng mình thấy vô cùng tự hào về vùng đất anh hùng, đầy nắng và gió Long Điền, và biết trân trọng hơn, biết quý trọng hơn cuộc sống mà mình.